Sáng ngày 25 tháng 5, Ủy ban nhân dân phường Tràng Minh phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường quận, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường tổ chức tuyên truyền, chia sẻ và hướng dẫn cộng đồng về phân loại, thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo luật bảo vệ môi trường. Tới dự có đồng chí Nguyễn Thị Thuyên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận. Tại hội nghị, các đại biểu được giới thiệu tổng quan về vấn đề bảo vệ môi trường hiện nay, các quy định của pháp luật liên quan và được hướng dẫn cụ thể về cách phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn. Các đại biểu cũng tham gia thảo luận và được thông tin giải đáp những vấn đề vướng mắc qua thực tế tổ chức thực hiện. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vai trò của công tác phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn. Phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn là nhiệm vụ khó khăn và lâu dài, đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, từng tổ chức và mỗi cá nhân, hộ gia đình thực hiện luật bảo vệ môi trường. Ủy ban nhân dân quận đề ra mục tiêu đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2024, ít nhất 70% phường trên địa bàn quận thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn